Kính thưa cộng đoàn, mùa chay giáo hội mời gọi chúng ta thực hành ba việc: ăn chay hạ mình, cầu nguyện và làm việc bác ái. Và để làm được ba việc đó thì điều kiện tiên quyết đó là phải sám hối. Phải sám hối. Sám hối mà theo nguyên ngữ gọi là metanoia, mang một cái ý nghĩa Kitô giáo, tức là phải thay đổi con người của mình, thay đổi nội tâm của mình, thay đổi khóe nhìn của mình và thay đổi cái hành động của mình, tức là thay đổi toàn bộ con người của mình đi. Nếu đó là một con người cũ kỹ, tội lỗi, một con người có một cái nhìn thiện cận, một con người không có một cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa và nhân sinh quan, metanoia là như vậy. Và trong chủ đề của Chủ nhật thứ ba mùa chay năm C hôm nay, đặc biệt nói cho chúng ta về sám hối. Trước hết là chúng ta cần phải có một cái thay đổi về cái nhìn của chúng ta về Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta như những con người le te chạy đến kể cho Chúa Giêsu nghe một cái câu chuyện thời sự nóng hổi hôm nay vậy đó. Thưa Giêsu, có mấy người Galilê bị quan trọng trấn giết chết, mà giết đang khi họ dâng lễ. Trong cái quan niệm của những con người tới kể câu chuyện này thì mặc nhiên họ nghĩ rằng những người đó có tội và đáng phải chết. Và xa hơn đó là họ nhìn nhận Thiên Chúa là một đấng trừng phạt con người. Thiên Chúa là đấng trừng phạt. Và không chừng chúng ta cũng rơi vào cái quan niệm này. Chúng ta cho rằng Thiên Chúa là đấng trừng phạt con người như một hung thần vậy. Hễ con người làm sai điều này điều kia là phải trừng phạt nó. Nên gần đây có những cái quan niệm mà tôi thấy trên mạng xã hội, ngay cả những người Công giáo bị lịch lạc khi thấy những con người làm điều ác này điều ác kia, khi thấy những con người phá chùa, đập tượng Đức Mẹ, bể đầu, rồi bây giờ ngồi tù hoặc bị chấn thương sọ não, thì nói rằng là quả báo. Hoặc thấy những con người ta làm việc ác bị tai nạn thì nói là quả báo. Thưa, không có chuyện quả báo trong quan niệm nhìn về Thiên Chúa. Rồi mới đây nước nữa, đầu Tết thì có cái chuyện dại hạn, người ta khổ quá, làm hoài không thấy giàu, phải giải hàng, phải đóng tiền để giải hàng. Rồi bây giờ còn là giải vong nữa, bị ma ám, quỷ ám, đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền suốt, không làm gì nên chuyện hết. Bị vong ám, phải giải vong, phải cúng tiền để giải vong. Và chúng ta thấy đó là một cái tình trạng mê mùi mà bây giờ xã hội người ta đang lên án. Không chừng chúng ta cũng bị cuốn theo những cái kiểu này, cho rằng Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy, là một Thiên Chúa trừng phạt, rồi làm sao sống được luân hồi này kia. Thưa không, Thiên Chúa với quan niệm chúng ta phải xác định rõ là Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng xót thương, là đấng cứu thoát con người. Và trong bài đọc thứ nhất trình bày cho chúng ta một khuôn mặt Thiên Chúa như vậy. Trích sách Xuất Hành kể lại việc Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê đi giải phóng dân tộc của mình đang bị nô lệ ở đất Ai Cập. Và ở đây Thiên Chúa được trình bày làm sao? Ngài nói với Môsê: ta đã nghe tiếng lầm than của dân ta, ta đã thấy cảnh khổ cực của dân ta, và ta biết họ phải chịu nhiều đau khổ. Thiên Chúa là đứng nghe, Thiên Chúa là đứng thấy, Thiên Chúa là đứng biết. Biết con người đang ở trong tình trạng túng quẫn, đau khổ, và Thiên Chúa muốn cứu thoát họ qua Môsê. Thiên Chúa là như vậy, muốn cứu vớt chúng ta, muốn giải thoát chúng ta khỏi tình trạng bế tắc của cuộc đời này.
Và khi giới thiệu về Thiên Chúa đó, khi mà Mô-sê hỏi, thưa Ngài, Ngài phải nói tên của mình là ai để khi trở lại với Ai Cập gặp Pha-ra-ô thì con sẽ nói về Ngài cho họ biết danh Ngài là như thế nào. Thì trong đoạn sách này nói rằng Thiên Chúa nói ta là đấng hằng hữu. Ta là đấng hằng hữu. Đấng hằng hữu là sao? Cái bản dịch của cha Thuấn đó, thì ta là đấng ta là. Tiếng Anh đó, thì gọi là I am who am. Ta là đấng ta là. Thiên Chúa không có danh xưng, không có tên gọi. Hằng hữu ở đây là muốn diễn tả một vị Thiên Chúa vô thủy vô chung. Thiên Chúa là đứng khởi nguyên và đứng tận cùng. Thiên Chúa không được mang danh của Ngài ra để đặt chung với các vị thần khác hoặc là ví Ngài với một tên gọi nào ở bất kỳ ở thế gian này. Ta là đứng ta là đứng hằng hữu là như vậy. Là đứng Thiên Chúa xót thương và Thiên Chúa là đứng quyền năng như vậy, đứng cứu thoát như vậy ở cùng nhân loại chúng ta. Nên chúng ta cần phải có một cái thay đổi về cái nhìn của mình. Trước hết là về Thiên Chúa, để chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương tôi. Thiên Chúa có kế hoạch trên cuộc đời của tôi. Và Thiên Chúa muốn tôi sống cuộc đời này chỉ có một lần thôi. Và Thiên Chúa ban cho chúng ta cái tự do đó để chúng ta chọn lựa đứng về Thiên Chúa, làm điều thiện, làm theo những giá trị của tin mừng, hay chúng ta phản loạn chống lại Thiên Chúa, đi theo sự quyến rũ của tà thần để làm điều bất chính. Nên cuộc đời này chỉ có một thôi, là một con đường thẳng, không có chuyện luân hồi. Một con đường thẳng đó tiến về cùng Thiên Chúa là đấng yêu thương và đang chờ đợi tôi. Vậy kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta phải thay đổi cái quan niệm đó thì chúng ta mới có cái lối hành xử cho nó đúng đắn trong tương quan với Thiên Chúa và trong tương quan với anh chị em của mình. Nên chúng ta cũng phải thông cảm với những yếu hèn của anh em mình, bởi vì chính chúng ta là những con người yếu hèn và tội lỗi, cần được Thiên Chúa xót thương. Trong thân phận con người là ai cũng như vậy hết. Và dụ ngôn tiếp theo, Chúa Giê-xu nói về cái cây vả không sinh trái, để Ngài nói thêm cho chúng ta hiểu Thiên Chúa là đứng xót thương, là đứng kiên nhẫn, là đứng chờ đợi con người thay đổi cuộc đời của mình để trở về với Thiên Chúa, để đón nhận ơn cứu độ. Xót thương là ở chỗ đó, Ngài không trừng phạt ngay. Nếu mà chúng ta quan niệm về một Thiên Chúa phải thượng công cho kẻ ăn ngay ở lành ngay lập tức, hoặc trừng phạt kẻ ăn ở gian ác ngay lập tức, thì đó là chúng ta phóng chiếu cái quan niệm của chúng ta có về Thiên Chúa, chứ không phải là Thiên Chúa hiện thân đến Giê-xu Ki-tô. Giê-xu Ki-tô là đứng xót thương, là đứng chờ đợi con người hoán cải thay đổi cuộc đời của mình để làm mới lại. Nên chúng ta là những cái cây vả được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và trồng trong vườn nho của Ngài. Nhưng cái cây vả này đáng tiếc là 3 năm nó không sinh trái. Đúng ra thì cái cây vả này nó cũng chẳng làm hại ai, nó cũng tỏa bóng mát cho cuộc đời, nó cũng chẳng làm phiền ai. Nhưng mà nó có một cái chuyện sai quấy của nó mà Chúa Giê-xu nói đến trong dụ ngôn. Đó là nó đã làm hại cho đất. Nó làm phiền ai hết, nhưng nó đã làm hại cho đất. Tức là nó làm hại đến cái căn tính mà nơi từ đó nó xuất phát ra. Cái hạt giống được gieo vào trong lòng đất, nó lớn lên, nó không sinh trái, nó làm hại đến căn tính của nó. Đời Kitô hữu chúng ta là như vậy. Quay chừng chúng ta mang danh là Kitô hữu, chúng ta chịu việc đạo đức rất tốt, kinh kệ rất ok, lễ nhà thờ nhà thánh, dâng cúng trong đền thờ, không làm hại ai. Nhưng mà coi chừng chúng ta làm hại chính căn tính đời Kitô hữu của chúng ta. Bởi vì căn tính đời Kitô hữu là ánh sáng cho trần gian,
là men là muối trong cuộc đời này. Quay chừng chúng ta sống bình an và dựng dưng trước một cái bối cảnh xã hội đầy dậy những bất công hôm nay, chúng ta hờ hững bởi vì tôi đang bình an, không ai đụng chạm đến tôi hết. Tôi lên tiếng làm cái gì cho nó phiền toái cuộc sống của tôi? Tôi thấy người ta bị án bất công, bị một cái nhóm lợi ích cường quyền càng ngày càng áp bức dân tộc này, càng hủy hoại dân tộc này. Tôi vẫn bình an, tôi vẫn im, bởi vì chưa đụng đến tôi. Rất bình an thưa anh chị em. Và coi chừng nơi cái sự bình an ổn định đó, chúng ta đã khép kín con tim của chúng ta lại đối với tha nhân. Chúng ta không làm gì hết cho cái cuộc sống này nó tốt hơn, cho men của tin mừng được thấm đậm vào trong cái cuộc sống xã hội này, cho ánh sáng nó đẩy lui cái sự gian ác của tà thần. Nên đây là một điều mà chúng ta cần được mời gọi trong tư cách chính danh là Kitô hữu. Không loại trừ ai, không miễn trừ ai, kể cả giáo hội cũng cần phải thanh tẩy và cần phải canh tân và đổi mới trong đời sống của giáo hội để làm chứng cho điều này. Gần 60 năm qua rồi, từ khi thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam, sĩ số người Công giáo 7%, đến hôm nay vẫn là 7%, vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến xa được. Rất ổn định, cơ cấu rất chỉnh chu, nhưng không có cái đời sống tăng trưởng của giáo hội trong đó. Nhà thờ đi lễ rất đông, nhưng khi bước ra ngoài xã hội thì không canh tân được cái bộ mặt trần gian này cho nó tốt hơn, nó sáng hơn. Và đó là trách nhiệm của chúng ta trước mặt Chúa đó. Chúa đã chờ đợi chúng ta quá lâu rồi. Và chúng ta đừng có quên lời cảnh tỉnh mà Chúa nói với người làm vườn chăm sóc cái cây vả: nếu sang năm, nếu nó không sinh trái thì chặt nó đi, nó chẳng còn ý nghĩa, nghĩa lý gì để nó tồn tại nữa. Nên chúng ta cần phải thay đổi chính con người của mình để chúng ta làm một cuộc cách mạng tâm linh trong đời sống đức tin của chúng ta. Và đức tin đó phải được chiếu rải bằng những hành động. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho chính đời sống của giáo hội, cho chính mọi người chúng ta trong mùa chay thánh này và trong đời sống là con cái Chúa. Amen. Mời cộng đoàn.